Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Quang Hải muốn giới thiệu đến quý vị và anh chị em một bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria đã liên tục rơi nước mắt suốt 18 tháng liền. Thì trước khi kể biến cố này thì Quang Hải mời quý vị và anh chị em xem qua cái đoạn video này. Đó, các bạn thấy không? Những giọt nước mắt ở trên bức tượng này. Đây là cái người phụ nữ được may mắn, người đầu tiên chứng kiến được cái phép lạ này. Đó. Người ta để cái ly ở dưới cái càm của bức tượng Đức Mẹ để mà hứng những cái giọt nước mắt đấy. Có một anh chàng thanh niên cao to để vào để mà chứng kiến cái hiện tượng lạ này. Wow, không thể tin vào mắt mình các bạn. Anh ta có vẻ hơi rưng nước mắt và có lẽ là lắc đầu nữa là không thể. Wow, gần cả hơn gần nửa ly đó các bạn, nửa ly nước mắt. Wow, những giọt nước mắt nằm ở vẫn còn ở trên càm nước mẹ. Đó, các bạn thấy không? Đó, nước mắt rớt, những giọt nước mắt đó, người ta lấy tay đó các bạn. Wow. Wow, đó, những giọt nước mắt. Đó, các bạn thấy không? Đó, nước mắt ở trên khóe, trên cái khóe mắt của mẹ nè. Rớt xuống càm và đó, các bạn thấy ly đó, người ta đang hứng cái giọt nước mắt của Đức trên bức tượng Đức Mẹ đó. Wow, quá tuyệt vời các bạn. Đây là một cái hiện tượng, một phép lạ mà Đức Mẹ đã ban cho một người phụ nữ trong một cái ngôi nhà cũng rất là bình thường thôi các bạn. Thì cái biến cố này chút nữa Quang Hải sẽ kể cho quý vị xem. Như quý vị và anh chị em xem qua cái đoạn video này, quý vị và anh chị em thấy sao? Thì bây giờ để không mất thời gian, Quang Hải sẽ kể cái biến cố này vì sao đã xảy ra và từ Đức Mẹ đã khóc liên tục hơn 18 tháng đó các bạn. Thì theo như các chứng nhân kể lại, một bức tượng Đức Trinh Nữ Maria ở thành phố Fresno ở California đã chảy những giọt nước mắt thật kỳ diệu. Thì gia đình sở hữu bức tượng này nói rằng mẹ đã khóc và điều này vẫn đang tiếp diễn từ khoảng 1,5 năm nay. Thì theo các chứng nhân cho biết có những giọt nước mắt xuất hiện ở bên khóe mắt phải của mẹ Maria và chảy xuống gương mặt của mẹ. Bà Maria Cadena, chủ sở hữu của bức tượng, đặt một chiếc ly ở dưới càm bức tượng để hứng những giọt nước mắt kỳ diệu đã chảy ra và chia sẻ với những người đến để chứng kiến việc này. Như quý vị và anh chị em đã, các bạn thấy đó, cái ly để mà thấy là giọt nước mắt đã chảy mà chị đã hứng được là gần được nửa ly rồi đó. Nhưng mà Phan Hải nghĩ chắc là đây là nhiều ly để thay thế thôi. Đó. Thì bức tượng này được tặng cho bà nhân ngày của mẹ cách đây 10 năm trước. Bà nói với đài tin tức địa phương ABC 30 Action News. Tuy nhiên bức tượng bắt đầu rơi nước mắt từ khi hai người anh em họ của bà bị sát hại. Đây là chính là cái biến cố để bắt đầu tượng Đức Mẹ Maria chảy nước mắt. Thì do anh em họ, hai người anh em họ của họ đã bị sát hại. Thì mặc dù gia đình không có công bố về nơi họ sống, họ đã mời nhiều người đến nhà họ để chính những người này xem bức tượng Đức Mẹ khóc. Các bạn thấy nãy có anh thanh niên to, anh tới mà anh nhắm mắt này, tức là anh đã rưng rưng nước mắt và anh đã xem, anh đã lắc đầu, anh không thể tin vào mắt mình các bạn, không thể tin vào được cái chuyện như thế có thể xảy ra được. Chúng tôi không che giấu mẹ, nhưng đồng thời chúng tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra với mẹ. Một người ẩn danh sau khi
chiêm ngắm bức tượng mẹ khóc nói với ABC 30. Các phóng viên đã ở lại để chứng kiến bức tượng khóc, như video, những đoạn video các bạn xem đó chính là những cái phóng viên họ quay lại và họ đã đưa lên cho cộng đồng mạng xem, cho cả thế giới xem. Và họ tường thuật rằng những giọt nước mắt là dầu, có mùi hương giống như hoa hồng và chảy liên tục. Quá tuyệt vời các bạn. Vị chứng nhân cũng nói rằng một số linh mục đã đến chiêm ngắm bức tượng và cho rằng bức tượng là một phép lạ. Thì trong một cái thông cáo, Đức Giám mục Armando Ochoa của giáo phận Fresno nói rằng Ngài chỉ mới biết về bức tượng xuất hiện những phép lạ này. Thì Đức cha Ochoa nói là vẫn chưa biết có ai đưa tin này lên truyền hình, vì cho đến nay tại giáo phận chưa có linh mục nào báo cáo về vấn đề này cho văn phòng tòa giám mục cả. Giáo phận sẽ liên lạc riêng với gia đình để đưa ra những cái hướng dẫn để mang tính mục vụ khi nói đến hiện tượng lạ này. Mức độ nhận biết cao nhất mà giáo hội công nhận đối với bộ phép lạ đó là phép lạ là điều đáng phải tin. Những cuộc điều tra báo cáo về các phép lạ, điều mà trong trường hợp các bức tượng khóc chính thức bao gồm phải xét nghiệm DNA, những giọt nước mắt, rồi trong số những điều khác nữa sẽ cho kết quả phủ nhận nếu biến cố được cho là có sự gian lận hoặc thiếu tính cách siêu nhiên. Như vậy các bạn biết, để một cái giáo hội công nhận đó là một phép lạ phải trải qua nhiều bước để mà các nhà khoa học phải bước vào, rồi sau đó phải có một cái sự chứng nhận của giáo phận rồi mới chứng nhận đó là phép lạ. Không dễ dàng gì để mà có thể tin, tại vì các bạn biết không, cái biến cố, những cái thế lực ở bên, thế lực ở sự dữ nó cũng có thể làm được những cái điều đó các bạn nó có thể làm được những cái điều đó. Và cho nên là rất là giáo hội rất là cẩn thận trong những cái việc cân nhắc đâu sẽ để xem xét đâu là một phép lạ. Thì còn không, giáo hội có thể tuyên bố rằng không có gì trái với niềm tin trước hiện tượng được cho là phép lạ, nhưng không đưa ra quyết định về việc có tính hiện diện siêu nhiên hay không. Một cái người đặc biệt nghiên cứu về phép lạ công giáo nói rằng là giáo hội công giáo rất là cẩn trọng trong những cái vấn đề về phép lạ và sử dụng khoa học để có thể loại trừ những cái vụ lừa đảo hoặc những cái giải thích không có chiều kích siêu nhiên. Thì có một cái email gửi cho CNA, ông One nói thêm rằng là nước mắt thu thập được và kiểm tra để xem liệu có phải là của con người hay không. Rồi và bức tượng có thể cần được chụp tia X-quang để xem có một cơ chế bên trong nào dùng để tạo ra dòng chảy nước mắt để mà lừa đảo hay không. Các bạn thấy không? Tất cả các trường hợp được đưa ra để mà xem xét có phải đó phép lạ không. Không dễ gì phải không các bạn? Thì một số bức tượng khóc đã được cho thấy là những yếu tố tự nhiên, có sự ngưng tụ nước và rò rỉ nước trong sau tượng. Thì trong một vài trường hợp hiếm hoi có cả những giọt nước mắt đã tìm thấy mà không thể giải thích được và đáng tin đó là phép lạ. Thì đã có nhiều trường hợp tuyên bố về những cái bức tượng khóc hoặc tượng mẹ Maria và các thánh khác trong lịch sử. Thì với một vài trường hợp trong đó đã được giáo hội chủ nhận là đáng tin. Một người phụ nữ Ý, Antonia Januso, đã được chữa lành khỏi những cái cơn đau trong khi chứng kiến một bức tượng Đức Mẹ khóc ở nhà của bố mẹ chồng bà, ông Angelo. Các bạn thấy không? Đến đó chứng kiến những cái hiện tượng phép lạ thì bản thân mình cũng được, nếu hay mình có bệnh á, mình khấn Đức Mẹ thì thế nào mẹ thương mẹ cũng chữa lành cho. Thì những cái giọt nước mắt được cho là nguồn của nhiều phép lạ trên khắp nước Ý vào năm 1954. Trên đài phát thanh đã công bố về việc bậc đáng kính Pio thứ 12 đã chuẩn nhận một phép lạ về một bức tượng khóc sau khi những cái giọt nước mắt được bốn bác sĩ xác định đó là nước mắt của con người. Thì một vài thông tin Hoàng Hải muốn gửi đến quý vị và anh chị em, như cái audio quý vị
nãy giờ cái đoạn video mà quý vị và anh chị em vừa xem đó, thì như quý vị chứng kiến thì đây có phải là phép lạ hay không, thì Quang Hải không dám chứng nhận vì Quang Hải chưa có biết được cái thông tin này có được giáo hội công nhận hay không. Nhưng mà qua đoạn video này chúng ta tăng thêm cái niềm tin của chúng ta, cái niềm phó thác của chúng ta vào Đức Mẹ của chúng ta. Ai cám chúng ta yêu yêu mến Đức Mẹ qua những cái biến cố đó, không phải không các bạn? Thì Quang Hải mong rằng chúng ta sẽ cố gắng vượt qua những cái khó khăn trong những cái giai đoạn đang rất là khó khăn này, bởi vì những cái căn bệnh COVID-19 vẫn còn đang hoành hành trên khắp cả thế giới. Nhiều người cũng đã qua đời, chẳng hạn như là nước Brazil đó các bạn. Rất là nhiều người nhiều chết rồi, và trường hợp có hơn bây giờ hơn là 1 triệu người nhiễm bệnh rồi. Thì chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho cái căn bệnh này mau vượt qua, để chúng ta có thể bắt đầu hòa nhập lại cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của mình, và các bạn đừng quên nhấn chuông đăng ký để ủng hộ kênh mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video kế tiếp.